máy mài hàng chính hãi của Saikyo thì các bác không còn xa lạ gì với cái mã sản phẩm này. Đây sẽ là máy hàng công ty hãng Nhật bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Đây sẽ là một con máy chuôi dài công tắc bóp các bác nha. Đấy, con này thì em còn sót một con, nó là hàng trưng bày sót không à các bác nha. Hàng trưng bày cho nên là bị mất vỏ hộp rồi và mất phụ kiện tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi rồi. Em chỉ còn máy như thế này thôi. Phụ kiện là mất hết rồi các bác nha, không còn phụ kiện nên là em sẽ sale rẻ cho các bác. Đấy, nếu như bình thường các bác mua giá thị trường sẽ là 450.000 một bộ. Hôm nay em còn một cái máy này thì em sẽ sale tặng các bác, giá chỉ còn có là 330.000 đồng cho em. 330.000 đồng nha. Nhưng mà các bác nhớ cho em là máy này là hàng trưng bày nên là nó sẽ có thể hơi xước, hơi bụi bụi một chút, nhưng mà nó vẫn là hàng máy mới chưa qua sử dụng các bác nha. Đấy, em sale các bác là lỗ đến gần 100.000 con máy này luôn, thậm chí là còn lỗ hơn 100.000 chứ không phải gần 100.000 đâu. Đấy, bởi vì giá thị trường là các bác mua là 450.000 cơ, hôm nay em sale các bác giá 330.000 nhá. Các bác mà chốt ý, thì các bác gọi cho em là máy mài chuôi dài của Saikyo, loại trưng bày mất vỏ hộp và mất phụ kiện. Các bác nói rõ như vậy để nhân viên nhà em sẽ biết là các bác đang muốn chốt đơn cái con máy này để sẽ lên đơn và gửi hàng cho các bác cái mã này. Giá chỉ có 330.000 đồng thôi, rẻ quá các bác ạ. Máy khoan bê tông của Saikyo, hàng hãng Nhật các bác nha. Em còn một bộ duy nhất thôi cho nên là sẽ sale giá rẻ cho anh em mình. Máy thiết kế màu xám xi măng cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Sản phẩm này thì sẽ bao gồm có máy này, có tay cầm, có hộp đựng. Theo cho các bác một đôi chổi than dự phòng này, có một cái thước đo ly này. Đấy, bên này còn có theo là 3 mũi khoan và 2 mũi đục các bác nha. Hàng mũi khoan đầu gà như thế này. Theo máy là 3 mũi khoan bê tông kèm 2 mũi đục, mũi nhọn và mũi bằng luôn. Máy thì sẽ là dòng máy 3 chức năng có đảo chiều và đầu mũi khoan 2-26 cho em. Máy này thì sẽ có công suất cực đại lên tới là 1050W nha. Sai điện trực tiếp 220V, hàng dây đồng 100% luôn, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Chốt đơn mã này các bác gọi cho em là máy bê tông của Saikyo. Đấy, ngày hôm nay em còn đúng một bộ duy nhất thôi. Chốt cho bác là mình nhanh tay nhất thì mình sẽ sở hữu được cái bộ sản phẩm này với mức giá em bán tặng là 999.000 đồng, hỗ trợ miễn phí giao hàng trên toàn quốc và nhận hàng anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Máy bắn cốt 5 tia xanh của Akuza, hàng chính hãng các bác nhìn cho em này. Tia của nó cực đẹp, cực sáng, cực led và bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình. Hôm nay em còn sót kho còn 5 bộ các bác nha. Còn 5 bộ em sẽ sale giá rẻ sập sàn cho tất cả các bác nhà mình luôn. Đấy, giá chỉ bằng gần như là một nửa giá so với ngoài thị trường các bác mua thôi. Và hôm nay với một bộ sản phẩm sẽ đầy đủ bao gồm này, một máy này, một pin này. Pin của nó sẽ là pin trâu như này nha. Thêm sẽ là một cái vỏ pin như thế này để nay mai các bác dùng pin tiểu. Ngoài ra sẽ thêm một cái dây đeo này, một cục sạc này, một kính đeo mắt này và một hộp đựng máy như thế này. Hộp đựng máy thì sẽ là hàng hộp nhôm siêu bền cho em. Và còn tặng thêm các bác một cái chân 1m2 đi kèm như thế này cho em. Máy này thì sẽ có công tắc tắt mở các bác nha. Có công tắc tắt mở và nút ấn của nó sẽ là nút ấn cơ nha. Nút ấn cơ siêu bền theo 5 tháng cho em các bác ạ. Và ngày hôm nay thì với một chương trình sale giảm giá đặc biệt để gửi tặng tới tất cả các bác, giá chỉ còn có là 850.000 đồng trên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này cho em. Chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là máy bắn cốt 5 tia xanh của Akuza, mã 686. Giá cho em là chỉ còn có là 850.000 đồng. Các bác đặt hàng thì mình nhanh tay. 5 bác khách hàng nào nhanh tay nhất thì là mình sẽ lên đơn cái mã sản phẩm này. Bởi vì em còn đúng 5 bộ duy nhất thôi các bác nhà mình, nhanh tay nha. Bộ máy khoan pin bê tông đến từ thương hiệu của nhà Hukan. Với cái sản phẩm này thì các bác nhìn cho em nó sẽ có nguyên hộp nha. Đấy, bộ này sẽ theo hai quả pin các bác ạ. Hai quả pin này sẽ là hai quả pin trâu, pin 10 xe chân pin phổ thông và sẽ là dòng pin chống cháy cho các bác nha. Pin chống cháy nó sẽ là pin dòng xả cực cao luôn, hàng pin dòng xả cao để cho các bác sử dụng máy khoan bê tông, máy cắt, máy mài nha. Máy khoan này thì sẽ có 3 chức năng và có đảo chiều đầu mũi khoan 2-26. Máy là sử dụng motor từ không chổi than. Đi theo bộ sản phẩm còn có một thước đo ly cho các bác này, mũi khoan mũi đục đây nha. Và theo sẽ có một cái sạc bàn sạc nhanh như thế này cho các bác. Máy xài rất chi là êm này. Và bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình nha. Ngày hôm nay em chỉ còn có sót 1-2 bộ nữa thôi, cho nên là em sẽ sale rẻ bán tặng cho các bác nhà mình cái mã sản phẩm này. Lên đơn các bác gọi cho em là chọn bộ máy bê tông pin của Hukan.
Với giá thị trường thì các bác mua sẽ là 2 triệu 4 đến 2 triệu rưỡi nhá. Nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ sale xả cho các bác nhà mình, giá nó chỉ còn có 2 triệu 200 nghìn đồng thôi. 2 triệu 200 nghìn đồng để sở hữu nguyên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này, theo 2 pin 10 sao và 1 sạc. Các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại trên màn hình. Chốt đơn nhớ gọi cho em là chọn bộ máy bê tông pin của Hukan. Hàng thương hiệu, hàng công ty chính hãng, cho nên là đảm bảo bao xả cho tất cả anh em thợ làm công trình nha. Đây là những cái bộ khẩu ra vào bu lông 1/2 cực kỳ là xịn sò luôn các bác ạ. Hôm nay bên em về cái số lượng cực lớn và có một cái chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Đấy, các bác lên đơn cho em nhá. Cái bộ này gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 10 món, giá chỉ có 180 ngàn thôi, rất là rẻ luôn và được bao ship các bác ạ. Khẩu 1/2 này, khẩu siêu dài luôn, nó dài tầm 8cm các bác nha. Giá chỉ có 180 ngàn đồng, có nguyên 10 cái khẩu như thế này luôn. Đấy, các bác muốn dùng nhiều hơn thì các bác lấy sang cái hộp khẩu 20 món. Đấy, cái bộ này gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh loại 20 món. Trời ơi, giá hôm nay thì có 350 nghìn thôi. Với những cái thời điểm mà các bác mua ngoài thị trường á, vừa rồi là em thấy rất nhiều bác là phải mua với mức giá phải đến 450 cái bộ khẩu này luôn. Đó, hôm nay là bên em đang có cái chương trình giá rẻ, cho nên là các bác chỉ cần nhanh tay thôi. Cái bộ khẩu này sẽ có 20 cái nha. Nó cũng là hàng khẩu dài, khẩu 1/2 và sẽ có từ khẩu 8 đến khẩu 32 cho các bác luôn. Dài 8cm này. Cái chất liệu thì phải nói rằng là bao bền, bao đẹp, các bác mua một lần là mình dùng mãi mãi luôn. Giá chỉ có 350.000 thôi, hỗ trợ bao ship tận nhà và nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, cho đơn nhớ gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 20 món nha. Giá có 350.000 này. Đấy, các bác mà muốn sử dụng những cái hàng cao cấp hơn và phụ kiện nhiều hơn thì các bác lấy sang cái bộ này. Đây, bộ này thì các bác nhìn cho em này, có đủ hết cái khẩu 1/2. Cái khẩu này thì nó sẽ là cái hàng màu trắng. Đấy, mạ chrome sáng bóng luôn. Cái khẩu này thì nó sẽ ngắn hơn cái hộp khẩu mà 20 cái kia nhá. Tuy nhiên là cái khẩu này thì các bác mua nó sẽ có nhiều chi tiết hơn. Đấy, nó ngắn hơn nhưng mà nó lại sẽ thêm một cái tròng mở tay như này cho các bác này. Có lối dài đầy đủ luôn nha các bác nha. Chốt đơn mã này các bác gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh có cờ lê. Và giá thì chỉ có là bao nhiêu? 499 ngàn đồng. Thị trường cam kết khẳng định các bác phải mua mức giá 700-750. Ngày hôm nay mua được mức giá 499.000 thì các bác hãy nhanh tay. Cái khẩu này có từ khẩu 8 đến khẩu 32, khẩu 1/2 nhá, bao đẹp luôn. Và có một dãy cờ lê này cho em. Cờ lê sẽ là từ cờ lê 6 cho đến cờ lê 19 các bạn. Đầy đủ chi tiết phụ kiện như này mà giá rẻ quá các bác ơi. Cho nên nhớ gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh có cờ lê với mức giá cho em là 499.000. Hôm nay thì bên em sẽ xả kho cho các bác nhà mình những cái mã máy cắt cầm tay của Hukan hàng chính hãng như thế này. Và sẽ có nhiều những cái phân khúc cho các bác nhà mình lựa chọn nha. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác cái mã này là mã 950W Pro các bác nha. Khi mà chốt đơn cái sản phẩm này á thì các bác nhớ liên hệ trực tiếp bên nhà em. Các bác gọi cho em là máy mài của Hukan màu xám công tắc cạnh và loại 950W. Hôm nay thì với mức giá rất chi là rẻ cho các bác và em sẽ đi tìm hiểu cho các bác những cái tính năng, những cái ưu điểm của cái mã sản phẩm này. Con máy này thì sẽ sử dụng là điện trực tiếp 220V và dây điện dẫn thì rất là dài các bác ạ. Màu xám xi măng pha với màu đen cực kỳ là đẹp như thế này. Máy sẽ là máy một tấc các bác nha. Sẽ có tính năng này khởi động mềm và có tính năng chống khởi động lại, có nút điều chỉnh 7 tốc độ dưới đuôi máy như thế này cho các bác này. Hàng công tắc là trượt đẩy trên cạnh máy như thế này, rất là dễ dùng cho các bác nha. Bây giờ đầu tiên là em sẽ cắm điện trực tiếp 220V để thử cho các bác được cái tốc độ của cái máy này nhá. Máy này sẽ có chức năng khởi động mềm. Bây giờ em sẽ thử cho các bác cái chức năng khởi động mềm. Khởi động mềm của cái mẫu sản phẩm này là khi mà các bác cắm điện, mới đầu mình cắm điện nó sẽ chạy từ từ 3 giây, sau đó là đạt đến tốc độ tối đa các bác nha. Đây, em sẽ thử điện cho các bác nhà mình xem này. Đây này. Đấy. Cho các bác cái tính năng chống khởi động lại. Chống khởi động lại tức là khi mà các bác đang cắt, đang mài, không may mà mất điện, điện quay trở lại là máy cũng không chạy lại, mà các bác phải tắt công tắc đi, bật công tắc lại máy mới chạy. Đấy là một cái tính năng mới nhất trên tất cả các hãng trên thị trường hiện nay. Chưa một hãng nào có cái tính năng này. Đây sẽ là một cái tính năng mới nhất. Và khi mà các bác máy có cái tính năng này, các bác sử dụng thì cực kỳ là an toàn. Bây giờ em sẽ thử cho các bác nha. Đây, bật công tắc lên. Đấy, bây giờ thì chưa bật lại công tắc, em vẫn để nguyên này. Bây giờ em sẽ cho điện quay trở lại. Đây,
Điện quay trở lại là máy không hề chạy lại. Mà bây giờ em phải tắt công tắc đi. Đấy, bật công tắc lại máy mới chạy nha các bác nha. Đó, và ở đây này có cái nút chỉnh tốc này. Em đang để cái tốc độ mạnh nhất là tốc độ số 7 này. Bây giờ em sẽ chỉnh xuống này. Em sẽ chỉnh dần dần xuống, ở đây sẽ là tốc 1 này, tốc 2, tốc 3 này, tốc 4 này. Với một con máy mài cắt đẹp và chắc chắn như thế này mà giá thì bao nhiêu? Có 670.000 đồng thôi. Em thử cho các bác cái trọng lượng đây. Đây nha, em sẽ thử cho các bác cái trọng lượng thân máy. Đấy, thân máy không này, các bác nhìn này. Thân máy không thì nó sẽ rơi vào là xấp xỉ 1,7 kg, nên nó chỉ còn tầm độ thiếu 1-2 hoa thôi là nó đã đủ 1,7 kg. Tức là các bác thấy là cái trọng lượng máy thì cực kỳ là nặng luôn các bác nha. Cái mẫu này là mẫu 670.000, là công suất 950W. Bây giờ em sẽ lên một cái mẫu hàng cao cấp hơn. Hàng cao cấp hơn thì nó sẽ là cái mẫu 1100 bò đồ các bác nha. Và lưu ý cho em này, hôm nay cái mẫu mà 950W bò đồ và 1100W bò đồ là mẫu mới, sẽ được bảo hành trên toàn quốc là 1 năm. Anh em phải hiểu rằng là chất lượng sản phẩm ngon và ok như thế nào thì công ty mới dám bảo hành 1 năm anh em nha. Đấy, bây giờ em sẽ lên cái mẫu 1100W. Đây, mẫu này thì anh em mình cũng có đầy đủ phụ kiện giống như cái mẫu 950W. Có điều là cái mẫu này công suất nó sẽ mạnh hơn. Đây, phụ kiện đi theo cũng có đầy đủ cho em. Tay cầm, tay mở này. Đây, tay mở đây. Và mỗi một cái bộ này á, nó đều là có thêm một cái đôi chổi than dự phòng cho anh em mình luôn nha. Bây giờ em sẽ thử cắm điện vào máy để cái mẫu 1100W này để cho các bác tham khảo cái tốc độ vòng tua này. Đây, bật công tắc lên. Đấy, có chức năng thở chống, có chức năng là thở động này. Bây giờ em sẽ chỉnh tốc độ cho các bác này. Đang ở tốc độ mạnh nhất là chỉnh tốc độ số 6 này. Đấy, số 5 này, số 4 này, số 3 này, số 2 này, và số 1. Đó, các bác điều chỉnh bằng tốc độ cũng được nha. Chống khỏi động mạnh lên nhá. Bây giờ em sẽ đâu đang chạy như này, em sẽ tắt điện đi. Đấy, máy là đã tắt rồi, bây giờ em sẽ cho điện quay trở lại. Đây, đây là chức năng chống khởi động lại này các bác này. Khi mà đang cắt đang mài không may mất điện, có điện quay trở lại máy cũng không hoạt động lại, và các bác phải tắt công tắc đi, bật công tắc lại máy mới chạy các bác nha. Đấy, máy xài rất là ngon luôn, cực kỳ là êm luôn cho em. Bây giờ em sẽ cho các bác xem cái trọng lượng của cái mẫu sản phẩm này. Đây, trọng lượng của máy đây ạ. Cái này em vừa để nó bị rơi mất hai con ốc này rồi nha. Đấy, các bác cho, nếu như mà cho đủ ốc vào thì nó sẽ rơi vào trọng lượng nó khoảng đấy 1,7 kg, đúng 1,7 kg luôn cho em. Đấy, cái mẫu này là trọng lượng đúng 1,7 kg. Dây điện dẫn rất chi là dài luôn các bác ạ. Hôm nay chốt mã này, các bác gọi cho em là máy mài điện của Huka màu xám, công tắc cạnh loại 1100W, nhớ gọi như vậy cho em. Giá thì chỉ có 770.000. Các bác nhìn cho em cái con máy này, ở đây nó sẽ có những cái đường gân này, đường gân trên lưng máy để chống trơn trượt khi mà các bác làm tay các bác bị đổ mồ hôi á, cũng vẫn cầm vẫn rất chi là ok. Công tắc thì trượt đẩy như thế này, có những cái lỗ thoáng như thế này nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có những cái lỗ thoáng. Đấy, máy cực ngon và giá cực rẻ cho em. Còn nếu ngày hôm nay mà các bác mua những cái con máy mài mà với mức giá rẻ và không cần tính năng gì, thì các bác có thể lấy con máy màu xám này. Đây, cái mẫu này á thì công suất của nó sẽ là 800W và công tắc gạt đuôi nha các bác nha. Cái này lên đơn thì các bác gọi cho em là máy mài xám của Huka loại công tắc đuôi, giá chỉ có 450.000 thôi. Cái này thì các bác cứ cắt cứ mài thôi, không có cái chức năng gì, dùng điện trực tiếp 220V, và phụ kiện thì đương nhiên vẫn cứ đi theo cho các bác đầy đủ tay cầm, tay mở ốc bảo vệ lưỡi nhá. Đấy, giá thì có 450.000 thôi. Còn bên này thì em sẽ sell tiếp cho các bác, ở đây sẽ là những cái thân máy bu lông này, thân máy chuyên vít của Huka này. Đây, các bác lên đơn cho em cái thân này là thân bu lông KX4 nha. Đây, bây giờ em quay sát màn hình vào đây để cho các bác nhìn thấy rõ cái chất liệu của máy này và một cái mã sản phẩm mà sẽ đáp ứng cho các bác là mình này đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ và rẻ nhất cho em. Bây giờ em sẽ quay sát màn hình vào đây để cho các bác nhìn rõ. Đấy, các bác có thể tham khảo cái mẫu bu lông thì nó sẽ là cái con Huka mã X4, mã X4 IMB. Đây, mẫu này nhá. Đây là thân máy này. Thân máy của bu lông Huka X4 IMB, và đây sẽ là thân máy chuyên vít. Đây là thân máy chuyên vít Huka màu xám.
Với cái thân máy chuyên vít này thì cái lực siết của nó sẽ là 55 newton nha. Đấy, còn Bulong Hukan X4 thì lực siết của nó sẽ là 330 newton. Hai cái mẫu này đều sử dụng motor từ không chổi than và hàng chân bi phổ thông. Đấy, riêng cái thân Bulong thì sẽ điều chỉnh là 3 tốc độ nha. Và hôm nay thì hai cái mẫu thân máy này em sẽ sale đồng giá cho các anh nhà mình, chỉ có 450.000 một thân máy thôi, hàng chân pin phổ thông cho em. Lên đơn cho em là thân Bulong Hukan màu xám X4 đấy, hoặc là thân chuyên vít Hukan màu xám như này, giá chỉ có 450.000 một cái anh em nha. Đây là những cái bộ máy Bulong pin hàng đời đầu các bác nhá. Bây giờ trên thị trường mà để các bác có thể kiếm được những cái con Bulong hàng đời đầu như này thì thật sự nó sẽ không có nữa, bởi vì bây giờ nó ra hàng đời mới hết rồi. Những cái hàng đời đầu á thì bao giờ các bác cũng xài rất chi là ngon. Và đặc biệt này, với những cái con máy Bulong hàng đời đầu như thế này, với những cái mức giá các bác mua ngoài thị trường nó sẽ rơi vào tầm 800 đến 850. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ sell giá rẻ cho các bác, và đặc biệt hôm nay cái mã này sell lộ mấy trăm nghìn một con luôn. Đấy, bởi vì là cái này đáng nghĩa ra là hết hàng rồi, nhưng mà cái này em bị sót kho, nó còn một thùng ở trong kho này. Thì một thùng này nó sẽ có 6 bộ nha, có 6 bộ và sẽ sale dành tặng cho 6 bác khách hàng là mình nhanh tay nhất thì là mình sẽ mua được cái mã này. Các bác nhìn cho em, đây sẽ là con máy Bulong đầu 1/2 này. Đấy, đầu rỗng nhá, có 3 đèn led như thế này. Máy là điều chỉnh được 2 tốc này. Đó, và nguyên bộ sản phẩm thì các bác nhận về nó sẽ có nguyên hộp, một thân máy, 2 pin, 1 sạc đi kèm, có dây đeo này, có khẩu 22 và có hộp đựng máy như thế này. Máy lực siết của nó sẽ rơi vào tầm 330 lưu tôn, sạc thì sẽ là sạc bàn nhá, và pin sẽ là hàng chân pin phổ thông, pin châu 10 cell luôn cho em. Hôm nay thì chỉ còn số lượng ít nên là em sẽ sell rẻ, bán tri ân, bán tặng cho tất cả các bác với mức giá chỉ có là 650.000 đồng cho chọn bộ sản phẩm đầy đủ như thế này cho em. Nếu mà chốt đơn mã này nhá thì các bác gọi cho em là Bulong xám loại 3 đèn nét, gọi cho em là Bulong xám loại 3 đèn nét, giá em bán tặng chỉ có 650.000. Và đặc biệt chọn bộ sản phẩm này sẽ là hàng nguyên hộp và mức giá thì siêu rẻ luôn. Số lượng là có hạn, lên là bác nào anh nào mình đang có nhu cầu quan tâm mã này thì mình hãy nhanh tay liên hệ sớm để mình có đơn nha. Under hất tóc bằng pin của Zichen, hôm nay bên em có chương trình sale nha, sale giá tặng cho anh em mình nha. Nguyên một bộ sản phẩm này thì rất là đầy đủ này, khi mà anh em mình nhận thì sẽ có máy này, có một máy này, 4 cái cữ sạc như này. Đấy, đây là 4 cái cữ cắt nha, 4 cái cữ cắt này, một cái dây sạc này, một cái lược chải tóc này, một lọ dầu này và một chổi quét tóc như thế này. Rất là đầy đủ luôn. Trong máy thì có lắp pin sẵn rồi, và đây là công tắc tắt mở. Máy này thì sẽ sử dụng xài bằng pin. Khi mà hết pin thì anh em sẽ cắm điện trực tiếp 220V, mình sạc pin đầy rồi mình lại xài tiếp nha. Sử dụng cắt tóc cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Với một cái mã sản phẩm mà đáp ứng đủ 3 tiêu chí hàng ngon, bổ và rẻ nhất cho anh em mình. Máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Giá thì là giá em bán tặng chỉ với 150.000 đồng thôi. 150.000 đồng thôi mà anh em sở hữu ngay một bộ sản phẩm đầy đủ chi tiết phụ kiện như thế này. Đấy, cắt tóc cho cả người lớn cả trẻ nhỏ nha. Nếu mà trong gia đình thì các bác mà bỏ qua cái mã sản phẩm này thì cực kỳ là tiếc luôn. Rất là xịn sò mà giá rẻ luôn anh em ạ. Hôm nay em về số lượng nó có độ vài chục cái thôi. Đấy, đợt này nó không có hàng đâu. Hôm trước là các bác hỏi em rất là nhiều nhá. Hôm trước mà những bác nào mà đang chốt hụt mình chưa chốt được đơn ý, hôm nay mà may mắn theo dõi được cái video này thì nhanh tay đặt hàng sớm anh em nhá. Lên đơn nhớ gọi cho em là tăng đôi cắt tóc của Zichen, với mức giá thì chỉ có 150.000 thôi. Đấy, nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này mà giá rẻ quá anh em ơi. Hôm nay em còn sốt một cái bộ lục giác đa năng này các bác này. Một cái mã sản phẩm mà các bác quan tâm và hỏi em rất là nhiều. Vừa qua thì hết hàng rồi, bây giờ em lấy hàng nó không có nữa. Nhưng mà cái này em bị sốt kho nhé, nó còn có một bộ thôi. Bác nào nhanh tay là mình sẽ chốt được cái mã này nha. Đây các bác nhìn cho em này, cái này mà chốt đơn các bác gọi cho em là bộ lục giác đa năng gấp gọn nha. Và giá hôm nay thì siêu rẻ luôn. Một cái bộ này á, các bác sử dụng nó có rất là nhiều chức năng này. Đây, đầu tiên thì sẽ có 6 cái lục giác như thế này này. Lục giác từ lục 1 cho đến lục 6. Đấy, bên này thì nó sẽ có là hai cái đầu tô vít, là một cái đầu hai cạnh và đầu bốn cạnh này. Ở đây nó sẽ có là cái này để cho các bác lắp ở trong này, nó có ba cái khẩu nha. Đây, ba cái khẩu này là khẩu 8, 9, 10 cho em. Và khi mà các bác sử dụng khẩu thì các bác sẽ lắp khẩu vào đây. Đấy, lắp khẩu vào đây cho em này. Cái này thì nói chung là một sản phẩm nhưng mà các bác sẽ sử dụng được nhiều chức năng. Đấy, không dùng khẩu thì mình sẽ lại cho nó gọn gàng vào đây này. Trong này nó còn có hai cái cờ lê, ba cái cờ lê luôn ấy các bác ạ. Đấy, cờ lê này sẽ là cờ lê 8, 10, 15 cho em nha.
Và giá ngày hôm nay thì giá chỉ có 99.000 đồng thôi các bác ạ. 99.000 đồng cho một cái bộ sản phẩm là đầy đủ như thế này nhá. Đấy, hàng đa chức năng như thế này này có 99.000. Đây các bác dùng xong rồi các bác sẽ gấp gọn lại như thế này. Ví dụ như mà mình dùng cái sản phẩm nào thì mình sẽ mở lên. Ví dụ dùng một cái lục giác này thì mở một cái lục giác này lên. Đấy các bác nhìn cho em này, chất liệu nó rất chi là đẹp nhá. Đẹp luột là từ A đến Z luôn. Bên sườn này này, đấy, chất liệu là thép và bên sườn nó sẽ ốp thêm một ít cái như chống vỡ như thế này này. Nó tạo được một cái độ thẩm mỹ cho cái sản phẩm, nó cực kỳ là đẹp luôn nha các bác nha. Đấy, rất chi là đẹp và chắc chắn luôn, nó chỉ còn có một bộ duy nhất thôi. Bác nào nhanh tay nhất thì là mình sẽ chốt đơn được cái mã này nhá. Đấy các bác nhìn cho em, mình dùng cái sản phẩm là mình mở cái sản phẩm đấy ra, còn không thì sẽ gấp gọn lại như thế này. Đấy, cực kỳ là tiện lợi luôn các bác ạ. Mua một sản phẩm mà dùng được mười mấy chức năng luôn cho em nhá. Bác nào chốt đơn nhá, mình nhớ nhá, nhớ gọi cho em là bộ lục giác đa năng gấp gọn nha. Giá chỉ có 99k thôi. Hàng ngon bổ rẻ và số lượng có duy nhất một cái, các bác nhà mình nhanh tay nha. Em về được một ít máy mài mỹ nghệ của Kinh Bảo Đồ, hàng chính hãng luôn các bác ạ. Một cái mã sản phẩm mà các bác hỏi em và quan tâm rất chi là nhiều. Đấy, hôm trước thì các bác hỏi chưa chốt được đơn nhá. Hôm nay hàng đã về rồi. Hôm trước bác làm mà mình đang chốt hụt ấy thì là các bác nhanh tay và chốt đơn này. Cái này thì các bác lên đơn gọi cho em là bộ máy mài mỹ nghệ Kinh Bảo Đồ. Đấy, mẫu máy rất chi là đẹp và hàng chính hãng cho em. Đây, cái sản phẩm này nó theo phụ kiện rất là đầy đủ này. Công suất của máy sẽ là 200W đây, đầu 3,2mm các bác nha. Đấy, đây là cái thông số kỹ thuật của máy này. Em sẽ mở cho các bác nhà mình xem phía bên trong nhá. Với cái sản phẩm này thì các bác nhìn cho em này, phụ kiện có phải đến cả 100 món luôn các bác ạ. Đây, cái đầu máy này, máy thì là sẽ có nút điều tốc nha. Có điều chỉnh tốc như này cho em. Đây, được chưa, cái đầu máy đây. Đó, mẫu máy rất chi là đẹp này, công tắc tắt mở đây nhá. Hàng chổi than bên ngoài này, có một cái móc treo như này cho các bác này. Đó, máy là xài điện trực tiếp 220V cho em. Xài điện trực tiếp 220V. Mẫu máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Ngày hôm nay thì em sẽ sale bán tặng các bác với mức giá chỉ có 499.000 nhá. 499.000 đồng thôi. Các bác sở hữu nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này theo phụ kiện 100 món. Đấy, các bác chốt đơn gọi cho em là máy mài mỹ nghệ, giá 499k các bác nhá. Thân máy mài pin của GRS mang hàng chính hãng, logo dập nổi các bác ơi. Hôm nay em mới về được một cái lô máy này với mức giá phải nói rằng là cực kỳ là ưu đãi luôn, mà để các bác có thể sở hữu được một cái thân máy cắt máy mài pin máy một tấc hàng chính hãng của Gretman luôn. Gretman thì sẽ là thương hiệu con của công ty Hukang các bác ạ. Máy này thì sẽ là máy một tấc và công tắc bóp cò cho em nha. Hàng chân pin phổ thông này, đấy, màu xanh lá cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Đi theo thì các bác còn có tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi. Đấy, mẫu máy thì là đẹp như thế này, điều chỉnh 3 tốc độ đây này các bác ơi. Máy một tốc nha, sử dụng motor từ không chổi than và hàng chân bi phổ thông, cực kỳ là tiện lợi luôn cho em. Đấy, bác nào anh nào ở nhà có sẵn những cái khối pin hàng chân bi phổ thông rồi thì các bác có thể mua những cái thân máy mài máy cắt này về mình xài tận dụng luôn. Đây để em sẽ thử pin cho các bác nhà mình xem nhá. Đấy, các bác mà có những cái quả pin mà chân pin phổ thông này, đó thì là về các bác mua về đây các bác xài. Nếu như mà bác nào mình chưa có pin á thì mình có thể báo bên em để mình mua thêm pin này. Đó, máy xài cực kỳ là êm luôn các bác ạ. Và hôm nay với một cái thân máy mài pin của Gretman như thế này mà giá chỉ có là 450.000 đồng thôi các bác nha. Lên đơn các bác gọi cho em là thân máy mài pin của Gretman, giá em bán tặng là 450.000 đồng các bác nhà mình nhanh tay khẩn trương là mình có đơn hàng thành công các bác nha. Hôm nay bên em về được một ít thân máy bu lông pin giá rẻ giá hời để phục vụ cho các bác nhà mình nha. Thân máy bu lông của Dorama hàng chính hãng cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Thân máy này sẽ là đầu bu lông 1/2 và đầu rỗng có lỗ lục ra ở giữa nhá. Máy này thì là sẽ có 3 đèn led này. Đấy, các bác có thể lấy màu xám này, hoặc là màu xám này, hoặc là màu xanh như thế này. Các bác mà lấy màu xám thì mức giá chỉ có 270.000 đồng cho một cái thân máy này thôi. Còn cái màu xanh thì sẽ là 299.000 đồng cho em nhá. Đây để em sẽ thử pin cho các bác này. Đây cái màu xám đây, màu xám đây các bác nha. Đó, rất chi là êm luôn. Màu xanh thì nó sẽ là cái loại có 3 đèn led như thế này. Đó, màu xanh á, thì là sẽ có của Dorama này và của Mazda như thế này. Các bác mua thân máy thì là em còn lẻ một ít thân máy của Dorama. Còn bác nào muốn mua trọn bộ thì nó sẽ là của Mazda các bác nha. Hai thương hiệu này song song với nhau, cùng tiền với nhau. Đấy, tức là bằng tiền này, nó chỉ khác tên thôi nha. Chỉ khác tên khác hãng thôi. Còn mẫu máy thì nó vẫn giống như nhau các bác ạ.
Đặc biệt hôm nay với những cái thân máy này thì em đang sale giá rất chi là rẻ luôn các bác nha. Giá thì cực kỳ là hời luôn. Máy sẽ là máy sử dụng motor từ không chổi than, hàng chân pin phổ thông cho em, lực xiết 330 Newton các bác nha. Lựa chọn cho em này, một là các bác lấy thân bu lông xám giá 270.000, thân bu lông xanh của Dorama giá cho em là 299.000 đồng. Giá cực rẻ, giá cực hời để dành tặng cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Đây sẽ là những cái thân máy bu lông mà lực xiết 330 Newton. Còn các bác muốn mua những cái thân máy mà bu lông búa to hơn thì các bác lấy thân máy này. Đây. Thân máy này là thân máy bu lông của Mazda búa to. Hàng búa to thì nó sẽ là đầu đặc các bác nha. Đầu đặc. Và máy này thì lực xiết ở đây nó sẽ ghi là 1280 Newton. Đấy. Sẽ là con máy bu lông búa to và lực xiết khủng cho em. Chốt đơn mã này gọi cho em là thân máy bu lông búa to của Mazda, giá chỉ có 650.000 thôi. Với những cái bu lông này này, các bác có thể mua thân máy riêng hoặc bác nào muốn mua trọn bộ là báo em cũng có nhá. Đấy, trọn bộ thì là sẽ theo nguyên hộp cho các bác là có 2 pin. Đấy, còn thân máy thì là không theo pin các bạn. Nhưng mà giá hôm nay thì cực rẻ luôn. Các bác nhà mình nhanh tay đặt hàng để có đơn nha. Thì bên em về cái mẫu súng bắn đinh hạt lổ hàng loại đẹp hộp màu cam như thế này các bác nha. Đây, trong một hộp thì nó sẽ có đầy đủ những cái phụ kiện như thế này. Và em có mở sẵn một hộp ra rồi để cho các bác mình tham khảo này. Đây, nguyên hộp thì nó sẽ là như thế này cho em. Đấy, ở kia nó sẽ có hai cái hộp giấy nhá. Khi mà mình bóc hai cái hộp giấy ra thì một hộp nó sẽ là đựng một đôi găng tay như thế này. Đấy, một hộp nó đựng cái này. Đây, đó. Một đôi găng tay này, kính này. Một lọ dầu này, lò xo này. Phụ kiện là đầy đủ như thế này luôn. Mẫu máy thì cực kỳ là đẹp luôn. Hàng chính hãng của Kutan cho em các bác nha. Đấy, chính hãng của Kutan này. Với một cái con máy súng bắn đinh hạt lổ như thế này, khi mà anh em mình ra ngoài thị trường mua với mức giá toàn 350-400.000, hôm nay thì bên em sẽ tri ân giảm giá. Đây sẽ là một cái sản phẩm mà em tri ân tương tác gửi tặng tới tất cả các bác. Giá chỉ có 260.000 đồng thôi. Hàng xịn sò loại đẹp nhất trên thị trường cho em. Đấy, cho đơn mã này gọi cho em là súng bắn đinh hạt lổ loại hộp màu cam. Các bác nhớ gọi cho em là loại hộp màu cam nhá. Giá chỉ có 260.000 thôi. À, với những cái máy như thế này thì nó sẽ chưa theo đinh nha các bác nha. Đây, nếu như mà bác nào chưa có đinh thì là em sẽ gửi các bác thêm những cái đinh như thế này. Cái đinh này nếu mà bác nào mình muốn lấy thêm thì em sẽ tính giá là 1.500 trên một cái. Đấy, một hộp của nó sẽ là 200 cái nhưng mà không nhất thiết là các bác phải lấy cả hộp. Các bác có thể lấy lẻ 10 cái, 20 cái cũng được. Đấy, để mình có thể đi chung để về mình có cái mình xài nhá. Còn nhiều bác ở nhà có đinh rồi thì mình chỉ cần mua máy thôi. Đấy, tùy theo các bác nhá. Máy là giá có 260 thôi là chưa theo đinh. Còn bác nào muốn lấy thêm đinh thì làm lấy bao nhiêu cái em cộng tiền bấy nhiêu. Và đinh này là em chỉ gửi hộ thôi. Đấy, còn máy thì cũng chỉ lời các bác mỗi cái tình cảm thôi. Đấy, cái giá này thì thật sự các bác là khẳng định là ra thị trường các bác sẽ không mua được cái mức giá tốt như thế này. Đấy, bác nào ưng thì mình nhanh tay nhá. Đặt hàng nhớ gọi cho em là súng bắn đinh hạt lổ loại hộp màu cam các bác nha. Giá chỉ có 260.000 đồng thôi, giá rẻ quá các bác ạ.